Giờ là vừa cho ăn là phải chạy hai chèo quạt không? Dạ. Dạ. Tôm lớn hả anh, nó cũng cần oxy, phải chạy quạt rồi đó. Đó, giờ nó quậy nước rồi, hết đục 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 đục. Vừa, xuống này đâu? Vừa cho ăn là vừa chạy hai chèo quạt luôn á. Dạ. Đâu có oxy gì đâu, chưa có oxy. Ồ, mỏng lớn. À. Con nhảy rồi. Trời ơi. Lớn dữ vậy. Mà nó ăn mạnh. Ủa, nó vô gió. Từ một quay lớn dữ vậy. Ờ, trời lớn rồi nè. Ồ. Mà nó ăn hết rồi nó còn thèm khác, nó vô gió y y đó. Ồ, cái bao gan nó đẹp quá anh ơi. Ừ, cái bao gan trắng nó đẹp quá. Râu kia nó đỏ tươi không? Trời nuôi gì mà thấy mê. Ờ lớn. Có ổ từng nó xíu quá. Nó xíu cái từng xuống cái này. Lớn luôn mê luôn trời. Cao đất thì thường cái chân nó đỏ đỏ vậy anh hả? Không, không phải nó cái con tôm nó thường thường á là cái dinh dưỡng nó tốt. Ồ quá trời tôm nè. Sáng bóng ruột gan gì đẹp dữ. Mà sáng coi nó ăn mấy chục ký mà giờ này nó hết gió mà nó còn nhóc gió mà có hổm vô có mấy con ốc. Ồ bị sạch tôm. Ê mà con tôm nó có bao gan đẹp quá anh ơi. Ừ. Bao gan trắng trắng là đẹp dữ lắm luôn đó, nó mau lớn lắm đó. Bởi vì nó lớn thấy dữ không? Nó cấp kỳ luôn. Trời. Khủng hoảng luôn à. Ồ, cái ao đất gì nuôi thấy ngon cái tay. Trời trời trời. Quá nuôi cái ao đất này mê dữ luôn rồi nè. Ồ, nó gấp gấp đôi với tôm kia luôn và nuôi ao bạc luôn rồi, cũng một lứa. Hơn gấp đôi luôn. Gấp đôi luôn. Bị nó đây bay lớn rồi đó, muốn gần 100 con rồi đó. Dạ. Khủng khiếp luôn. Cái này có 100 mấy, 120, 130 chứ gì. Ừ. Mới bữa hổm từng lễ em xuống quay với anh đó, hôm nay có một từng như vậy chút chút không á, chút mà nó vô mới sang mới sang chút mấy ngày nó vô gió có 20-30 con nữa. Dạ. Mà bữa nay nó ăn hết gió mà nó còn nhóc trong gió đâu. Ồ, dữ thiệt, xíu dở lần coi chắc vô nhóc gió luôn rồi. Lúc này nó ăn mạnh lắm, nó mạnh thôi. Ừ. Mà cái mùa này nó lạnh lạnh mà nó ăn tôm mà nó ăn mạnh, là tôm này nó mạnh dữ luôn á, mạnh dữ luôn nè. Tôm nó ăn râu giò cản đỏ tươi á, tôm nó mạnh lắm, nó phát triển tốt, nó dinh dưỡng nó tốt. Dạ. Dầu nuôi cái ao đất này nó độc chiêu ta. Cái ao này á nữa mà nếu mà nó lớn là tính ra cỡ 7-8 tấn là chắc ăn. Chắc ăn. À. Nếu mà 300 ngàn mà nếu cho hao hụt 20% đi. À. Thì 7-8 tấn là chắc ăn. Ừ. À. Mà ăn thì tốn tiền gì đâu. Là bữa sang xuống đó anh nói đó, bữa ai sang xuống rồi cái anh thấy nó làm như nó sốc môi trường đó. Dạ. Sốc môi trường cái anh cho ăn nó nhất hai nó 3 ngày. Dạ. 3-4 ngày gì đó. Cả chắc cả 3-4 ngày độ độ đó, cả 4 ngày đó. Là ăn rồi 3-4 ngày rồi thấy cái gan nó đẹp lại. Đẹp lại. Đẹp lại rồi ruột nó thấy ruột thấy rõ luôn rồi, cái tự đỡ đó bây giờ là chuyển qua ăn thảo dược luôn, là ăn thảo dược bằng đầu đó là thôi vết hai cái cho ăn cái thảo dược ruột cho nó là tiêu hóa thảo dược đó. À, tiêu hóa thảo dược á. Dạ. Cho nó sổ qua cái độc tố trong cơ thể, nó sổ cái sinh trùng đều ra luôn. Dạ. Rồi ăn thảo dược lần ruột nó đâu cũng 4-5 ngày nữa rồi nó đầu xây qua bữa bao ngày nay, 2-3 ngày, bao ngày nay nè. Dạ. Sang mới mười mấy ngày à. Ừ. Rồi là ăn thảo dược gan tới giờ nè. Đó vậy đó là nó lớn cấp kỳ đó. Rồi cái nước môi trường này nè, thực sự xài nó đâu có thay đổi môi trường gì đâu nè Út, nó nước vẫn còn đẹp nè, nước đẹp quá anh ơi. Ừ, thì xài mấy cái vôi nóng với vôi canxi đó là 3 ngày đó là đạt, cái này là 3 ngày là 2-3 vôi nóng, 2-3 vôi canxi, rồi 3 ngày là quấn cử vi sinh. Vôi nóng với vôi canxi là cứ 3 ngày tạt lần anh ơi. 3 ngày tạt lần với ca mà thì đó, vi sinh. À, bữa là định kỳ luôn á, sao định kỳ luôn á. Dạ. Là hôm qua mới bắn vô canxi vô nóng nè. Rồi do anh tạc là anh tạc nguyên xác hay là quậy á, quậy vô thùng bắn ra luôn á, bắn nguyên xác luôn, bắn nguyên xác luôn, ao đất mà, ao đất ha, đúng rồi. Rồi bữa nay là tới cử tạc vi sinh nè. Ủa nước là đẹp quá đó, tới cử tạc vi sinh nè, tới cử 3 ngày tạc cử hả? Mà nếu mà nuôi đâu mà nói, có thì đâu có tốt vi sinh mẹ đâu. Mà nói mà nuôi cái nông dân mà nuôi kiểu này á, mà nếu mà nó thành công á là như em nuôi cái này là em lấy vốn mình lời luôn. Dạ. Đâu có 40 ngày là tính lợi nhuận là có lời luôn. Có lời. Bởi vì hồi lúc gieo nó 120 giờ là nó mua giá nhiêu vậy? 120 đó, giờ 90 ngàn đó. 90 ngàn là lời mới tôm này mới có hơn tháng gì vậy? Ừ. Mà em coi mình dèo trên hồ một tháng nó đâu có tốn tiền gì nhiêu đâu. Dạ, ăn thức ăn ít lắm. Ừ, rồi xuống đây có mười mấy ngày, dèo hai mấy ngày đó là này sang xuống trước nè. Dạ. Đó là dèo 25 ngày đó, bữa sang 25-6 ngày bữa anh em mình nói đó. Dạ. Đó, rồi sang xuống đây mới mười mấy ngày đó.
Rồi nè, em cầm cọng dây ra tôm nó đụng kịch kịch liền liền. Dạ. Cọng dây nó biết à. Nó thẳng thẳng chút này ra đụng. Con nhà con ừ. Ừ. Nó sắn vô cái mà dây á, dây á vô cạch cạch cạch. Ừ. Cảm giác thấy sướng ha. Kịch. Ờ, nó sắn dây liên tục đụng tôm nhiều lắm, dày lắm nó mới đụng dây liên tục á. Đúng rồi. Ồ, lượng tôm này nhiều á. Ừ. Vì con dây có bị lớn mà tôm nó chạy nó sắn liên tục. Dụng giật kịch ừ. Thôi. Ồ, mình đã ăn, nó ăn hết gió mà nó còn thèm khác mà nó còn trong gió nhóc hết trơn thấy không? Ừ, nãy mình dở gió hết thức ăn là nó còn lên cái đó. Ừ. Tôm nó quậy đầu nước nó hơi đục không bỏm. Ừ, tôm nó quậy á. Quậy nước hơi đục rồi đó. Thèm đói nó còn trong gió dữ vậy đó. Cái này mà ngày ăn cũng 4 cử rồi nè. Ừ. Ăn hàng trăm ký rồi đó. Hàng trăm ký rồi đó, 300 ngàn con. Ừ. Mà nó đơn giản nha, mình đơn giản, mình làm nó đơn giản, hết sức đơn giản, đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Dạ. Nó nói là ương dẹo, là lúc mà ương dẹo 25-6 ngày đó là em sang xuống đây nè. Thì sang đây xuống đây mười mấy ngày đó, là hồi mình tính cái thời gian ương dẹo ở trên kia là đâu tốn kém gì bao nhiêu. Mà sang xuống đây mới có mười mấy ngày là tính ra là mình lấy vốn mình lời rồi đó. Hồi lúc mà sang xuống vậy cái tôm nó 800 con á. 800 con tí. Mà có mười mấy ngày mà nó còn trăm mấy. Còn trăm mấy luôn. Lên dữ mau dữ luôn trời. À, nó khoảng nửa tháng. Nó dạ. Tính ra nửa tháng nay nó 40 ngày nè. 40 ngày. Mình sang 25 ngày. Dạ. Với 10 cộng 15 ngày là 40 ngày á. Ờ. À. 40 ngày mà về sang trăm ngoài con là dữ luôn. 120-130 con á. Dạ. Mình thấy nó bự bự không thấy không? Nó đang trên đà nó phát triển đó, nó còn nhanh nữa. Nó cực kỳ á. Nó ăn được mạnh nè. Mà hồi xưa anh nuôi ao đất này ao đất này nuôi là một giống là hai lời mà một kéo hai lời dạ. Thành ra bây giờ là nói chung là thấy ao đất mà cái đất nước mình nó còn tới trên 80% chuyển đổi qua nuôi công nghệ nó mới có mười mấy phần trăm thôi dạ. Nên nó là nông dân ở Việt Nam là đa số là nông dân nghèo không có điều kiện để mà chuyển đổi. Mà chuyển đổi bây giờ theo anh đó là theo anh đó thì cũng nếu mà bà con có điều kiện thì cũng không nên chuyển đổi. Nhưng mà làm cái mô hình ao đất này là nuôi quảng canh cải tiến. Chi phí, chi phí thấp, vốn đầu tư nó cũng thấp, cái gì cũng thấp mà lợi nhuận thì nó cao. Yeah. Cho nên đó là nếu mà sau này mà anh làm cái này anh thấy thì em thành công á, anh cũng khuyến khích bà con, khuyến cáo bà con á, khuyến khích bà con á, là nên làm cái mô hình quảng canh cải tiến. Yeah. Chứ không nên làm cái siêu phân canh. Siêu phân canh nó rủi ro nó cao lắm, đầu tư nặng quá, đầu tư chi phí cao. Mà em á, là không am hiểu về chuyên sâu về cái lĩnh vực chuyên môn về bên cái quy trình sản xuất á, là em làm cũng không hiệu quả. Dạ. Nên là cái này cái siêu thâm canh nó đòi hỏi cái nghiệp vụ cao. Dạ. Đòi hỏi nghiệp vụ cao lắm. Ừ. Mà nông dân mình thì điều kiện nó thiếu thốn tứ bề, nghèo rồi thiếu thốn tứ bề, không nên lên cái siêu thâm canh. Theo anh đó là không nên lên siêu thâm canh. Nếu mà bà con không có điều kiện thì không nên lên. Nó đòi hỏi về cái vốn đầu tư là thứ nhất nè, cái là chuyên môn kỹ thuật là thứ hai nè. Dạ. Đó. Rồi là kỹ thuật là phải kỹ thuật phải cho giỏi nữa, chứ còn am hiểu sơ sơ là làm siêu thông canh nó cũng không hiệu quả nữa. Dạ. Nên là cái rủi ro thì nó lại cao. Dạ. Phí nó cao, rủi ro nó cao, là nói chung siêu thông canh thì nó phá sản mau lắm. Dạ. Cho nên nó là không nên làm, nếu bà con mình không có điều kiện thì không nên lên siêu thông canh, mà làm cái quy trình đó là quảng canh cải tiến. Quảng canh cải tiến là áp dụng theo cái hình thức cải tiến, thí dụ như ngày xưa mình nuôi ao đất, anh nói anh đang thí nghiệm mà, thí nghiệm thành công rồi anh sẽ là làm quảng canh cải tiến, rồi anh sẽ hỗ trợ bà con theo cái quy trình mà cái mô hình là quảng canh cải tiến, chứ anh không khuyến khích mà làm cái mô hình siêu thâm canh. Yeah. Đất nước nghèo, bà con nông dân đa số nghèo, mà làm cái đó thì chi phí đầu tư nó cao, rủi ro nó cao, đòi hỏi kỹ thuật cao. Dạ. Cho nên là không nên làm cái siêu thông canh, cho nên làm quảng canh cải tiến này nè, không cần lót bạc lót gì hết, chỉ làm ví dụ như là nói là quảng canh cải tiến là em nuôi như cái ao đất theo truyền thống ngày xưa vậy thôi. Dạ. Nhưng mà thêm là cái hố siêu phong. Dạ. Hố siêu phong cho bự chút. Dạ. Đó.
là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trên bờ mình đừng hạn chế cái nước mưa rồi nó xuống quy khuẩn rồi nó xuống ao á. Yeah. Thì mình đắp cái bờ mình làm mình chải bạc ở trên bờ cho làm đường đi thôi, đi cho nó sạch sẽ, sạch sẽ thôi mà hạn chế nước mưa rồi nó chảy xuống nữa, là cái đó là hai cái cải tiến. Cải tiến thứ ba nữa là có thể bà con mình có điều kiện thì đặt ống cho nó chảy nước mặt ra. Nước mưa có mưa xuống là nó chảy, nó rút thì ra luôn, nó chảy rút luôn. Thì nó hạn chế được nhiều cái rủi ro. Mà cái rủi ro của cái quảng tranh cải tiến này anh nghĩ là nó cũng thấp lắm, bị chi phí nó thấp. Dạ. Rồi cái rủi ro nó thấp mà lợi nhuận nó cao. Mà thí dụ như có thiệt hại rủi ro thì nó cũng đánh đổi nhiều. Dạ. Còn là cái quảng cái siêu thâm canh là nghèo luôn á. Nghèo. Đầu tư quá nhiều. Đầu tư nhiều rồi là đòi hỏi kỹ thuật nhiều, rồi chi phí đồ nhiều, rồi nhân công đồ này kia các thứ vậy. Thì nếu mà anh thí nghiệm mà cái này mà nó thành công rồi đó, anh làm quảng tranh cải tiến, anh có khuyến khích bà con là làm quảng tranh cải tiến. Thì cái em như mình điển hình mình thấy rõ ràng, nuôi như anh hiện giờ là mới có 40 ngày là thấy có lời rồi. Có lời rồi, dạ. Đó, mà nó lỡ nó thì đó này hết sợ rồi. Mà nó ba mấy ngày nhưng mà phải có cái hậu ương nghe. Nó quảng tranh cải tiến thì cải tiến là cải tiến luôn, là cái phải có cái hậu ương. Dạ, hậu ương ương trước, nghĩa là nuôi tôm cũng hai giai đoạn. Hai giai đoạn đúng rồi. Chứ không phải thả thẳng được. Không thả thẳng được, thả thẳng cái giai đoạn đầu nó hai mấy ba chục ngày nó cũng nó cao lắm. Dạ. Còn mình ương ở trên cái lòng hồ thì nó hạn chế cái giai đoạn đầu là nó ít rủi ro rồi. Dạ. Cho nên nó là khi mà con tôm cứng chắc khỏe rồi đó, mình đưa xuống đây thấy không? Nó đâu hao gì đâu, bữa anh sang xuống tới giờ là anh không thấy tôm hao luôn, không thấy chết á. Dạ. Mà tôm bất tiễn đang đẹp mà. Lớn rầm 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 mà. Mà là thì mình sang xuống nửa tháng là mình thấy nó lấy vốn mẹ nữa, dư vốn luôn rồi. Dạ. Có lời có lãi rồi đó. Có lời. Cho nên là khuyến khích bà con nông dân không nên không có điều kiện, mà có điều kiện cũng sau này là làm tốt cái mô hình mà quảng canh cải tiến này, cũng không nên lên mà siêu thâm canh nhiều, để cho các cái doanh nghiệp các công ty lớn người ta làm cái đó đi. Dạ. Thứ nhất là người ta có điều kiện nè. Đó là thí dụ điều kiện là thí dụ người ta có vốn nè, rồi người ta có cái hệ thống là sản xuất thức ăn nè, yeah. Rồi con giống thuốc men nè, tất cả mọi chi phí là của người ta thấp hết. Yeah. Đó thì người ta làm cái siêu thâm canh mà đòi hỏi thêm cái kỹ thuật cao nữa, thì người ta có trình độ kiến thức cao thì người ta là am hiểu về cái kỹ thuật chuyên sâu nó nhiều hơn nữa. Dạ. Để cho những cái tập đoàn, những cái công ty lớn người ta làm siêu thâm canh. Còn nông dân bà con mình đó là đồng hành với chú Hải là chắc cú nhất. Vì chú Hải làm cái gì á, là chú Hải cũng có nghiên cứu kỹ rồi đó, nhờ ương dèo cải tiến, siêu thâm canh cải tiến hai giai đoạn. Hai giai đoạn có ao hồ ương dèo. Dèo một tháng chi phí có chút xíu tiền, hai mươi mấy ngày chi phí có chút xíu tiền. Quất xuống thang xuống đây là quất xuống đây có 15 ngày là lấy vốn rồi đó. Lấy vốn rồi đó, mình thấy cái điển hình rõ ràng lấy vốn nè. Mà không có rủi ro nữa đó, cho nên là mà xử lý môi trường là tính ra nó cũng nhẹ nhàng, thì đó là mà nước rất là đẹp. Thì làm theo chú Hải thì chắc đúng rồi, chi phí thấp nhũng à. Dạ. Đó. Ồ, đẹp quá anh ơi. Sao nó vô ít hơn nãy không? Mình để xuống cái nó vô ít hơn, gió hơn nãy không? Động nó đi. Nó động nó chưa có quen máy. Nó động nó đi. Tôm đều đẹp quá. Bự bự luôn. Bắt con nãy. Đừng gục cho bá đó. Con nào? Bắt mấy con luôn. Nào đắt hết thường luôn. Nuôi gì đấy. Cái màu lớn ghê hồn cái trời mà con tôm nó sáng nó bóng đẹp. Đồng màu ấy. Nó đồng màu. Gan ruột gì đó nhìn thấy đã vậy đâu trời. À, đừng gục cho bá cho bá. Ừ. Đừng gục cho bá cho bá. Nhảy rồi đó. Em coi nè, tôm lớn nó dài cả tắc rồi nè. Mà nó sáng đẹp quá anh ơi, sáng nó, bóng gà. Nó chiều dài nó cả tắc rồi đó, em tính đi. Quá trời đẹp. Cái bào gạc nó đẹp quá trời luôn, bào gạc trắng trắng bên ngoài cái gan á. Tốn tiền bạc gì đâu nè. Nó màu lớn dữ lắm. Tôm đẹp. Nè con nào nấy. Ruột gan thì rõ nét luôn, sáng bóng. Sổ mẹ vậy nè, sổ cái gì vậy. Nuôi hai xịt chặt. Cái ao đất thì nuôi thấy mùa này là nó thuận ta ha. À. Mùa này nó ít mưa nè. Ăn không dài là lâu dài là ha. Anh theo dõi nó ăn hết gió rồi, là cái lúc mà nó ăn hết gió rồi là nó ở trong gió đặc nghẹt là nó thèm đói á.
nó thiếu á, nó thiếu nó bu vô nó thèm đói á. Dạ. Rồi mình làm dở dở hồi làm như nó động